Chúng con cùng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đây, hôm nay chúng ta sẽ học Khải Huyền chương 10. À, đây là một cái chương khá là khó để chúng ta có thể cùng nhau học buổi chương hôm nay. Rồi, xin mời chúng ta cùng mở ra Khải Huyền chương 10. Rồi, chúng ta sẽ nghe lắng nghe. Xin mời chị Nga đọc Khải Huyền chương 10 ạ. Dạ, mục sư. Dạ. Đọc hết đoạn 10 hả mục sư ha? Đoạn 10, hết đoạn 10. Dạ. Chúa, dạ, xin đọc lại Chúa ở đây. Khải Huyền đoạn 10, văn nuốt sách của thiên sứ cho. Đoạn tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm. Ở từ trời xuống có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hủ mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi tôi có ý chép lấy. Nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Bây giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất giơ tay hủ lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển và thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa thì sự màu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên chọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng hãy đi lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi. Nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi có ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng như trong bụng, ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Amen. Dạ, yeah, cảm ơn chị. À, chúng ta đi đến cái chuẩn bị để bước qua cái tiếng kèn thứ bảy. À, sau khi tiếng kèn thứ sáu thổi thì chúng ta thấy rằng là có những bốn vị thiên sứ bị trói ở sông Euphrates đã được thả ra. Rồi sau đó chúng ta thấy được một cái đạo quân ở trên đất, đó là 200 triệu, và đạo quân đó tiêu diệt 1/3 loài người bị giết. Nhưng mà dẫu vậy họ vẫn không ăn năn cái đời sống thờ thần tượng, đời sống sai trật của họ, đời sống tà thuật, giết người, tà dâm và sự trộm cướp. Yeah. Và bây giờ chúng ta đến cái đoạn 10. Thì cái thánh ghi là gì? Sau các sự đó thì tôi thấy một cái thiên sứ khác ở trên trời xuống, và cái hình ảnh của thiên sứ này rất là mạnh, hay gọi là thiên sứ khác sức mạnh lắm, có một cái quy lực rất mạnh mà từ trời xuống. Hình dạng của thiên sứ đó là có đám mây bao bọc lấy, rồi có móng ở trên đầu, rồi mặt giống như mặt trời, chân như trụ lửa. Đây là một cái hình ảnh mô tả về một thiên sứ từ trên trời xuống. Tôi có gửi cho anh em những cái câu hỏi, có 5 câu hỏi. Thứ nhất là một thiên sứ mạnh sức, đó là đại diện cho ai? Thứ hai, trên đầu của thiên sứ có một cầu vồng, hình ảnh này nói lên điều gì? Thứ ba là tại sao thiên sứ đặt một chân trên biển, một chân trên đất? Thứ tư là bảy tiếng sấm vang lên báo hiệu điều gì? Và thứ năm là quyển sách nhỏ mà giăng nuốt là gì? Và vì sao có sự ngọt trong miệng nhưng mà đắng ở trong bụng? Vậy chúng ta sẽ đến cái câu hỏi thứ nhất. Đó là một thiên sứ mạnh sức lắm, đại diện cho ai? Anh chị em đã được nghe đọc qua, và chúng ta cũng đã đọc, có lẽ là anh chị em đã hôm qua hay là sáng nay chúng ta đã đọc. Thì bây giờ tôi muốn chị em chúng ta suy luận và chúng ta có thể cùng học với nhau về cái vị thiên sứ này.
Thì xin mời chúng ta bắt đầu nha. Xin mời anh em. Câu hỏi thứ nhất, một thiên sứ sức mạnh lắm, đây là đại diện cho ai? Hoặc là hình ảnh của ai hay là như thế nào theo cái điều mà chúng ta có thể hiểu được. Dạ, xin mời anh chị em ạ. Hello. Dạ, À, xin mời Hiền ạ. em thấy cái hình ảnh này giống như là hình ảnh của Chúa Giêsu. Vì sao mà em cho đây là Chúa Giêsu ạ? Cái điều gì để Thứ nhất là em xác thấy nhận? là cái trụ mây thì bao phủ này và y trên lửa này. Sau đó là nghĩa là cũng ở trong Cựu Ước ấy thì nói là Chúa dẫn dắt dân sự bằng trụ mây trụ lửa. Xong lại nghe thấy là cái câu kinh thánh là mặt thì như mặt trời đúng không ạ? Rồi là một thiên sứ mạnh sức. Ở đây thì nói về sự mạnh sức thì nói cũng có nói về thần của Đức Chúa Trời là thần mạnh sức. Và từ trời xuống. Và đoạn sau nữa thì em thấy là khi đọc là Ngài giơ tay hữu của Ngài lên trời và nói về đứng tự hữu hằng hữu, tức là nói về Đức Chúa Cha. Thì em lại nhận được như thế. Nên sư chia sẻ. Rồi, cảm ơn Hiền. Có ai có ý khác không ạ? À? Chúng ta học Kinh Thánh mà, cho nên là chúng ta phải mổ xẻ. Có ai đồng ý với cái sự giải thích của Hiền và hoặc là có ý nào khác? Sứ có năng quyền là hình bóng cũng nói về Chúa Giêsu, hình bóng của Chúa Giêsu. Có ý kiến không? Những anh em khác. Rồi đào nè, Liễu, Phượng Lê, chị Thái. Anh Tuấn thì sao ạ? À? Hello. Sao nghe lên tiếng hết trơn Cái câu hỏi khó quá một chút ạ. vậy? Thật ra tại không có thời gian Anh nhiều Sơn, anh Sơn có để đó không? nghiên cứu. Cái hình ảnh nó đại diện cho Đức Chúa Trời, bởi vì có ai mạnh hơn Đức Chúa Trời đâu, mục sư. Quyền năng của Chúa là quyền năng vô đối mà. Nhưng mà ở đây thì nó là một thiên sứ đầy quyền lực, đầy gọi là sức mạnh từ trời xuống. Một thiên sứ đang nói là thiên sứ có năng quyền mục sư, nhưng mà chỉ về thiên sứ này là ở trong hình thể của Chúa Giêsu.
Dạ. Dạ, Thì cảm ngay ơn. chính nhân gì à... ngay chính nhân mục sư bửu bây giờ cũng đang đại diện cho uy quyền của Chúa thiết lập trên đất đấy. Nhưng mà đâu có sức mạnh lắm đâu, sức mạnh nó yếu lắm. Nhưng mà Chúa Nhưng mà ban cho sức mục sư mạnh nhiều đấy, Chúa ban cho mục sư nhiều đấy, mục sư cứ thỏa lòng với nhiều đó là được rồi. lắm. Rồi, cảm ơn Sơn, cảm ơn chị Nga. Chị Nga muốn nói gì hồi nãy à? Chị lên nha. Chị muốn nói thêm gì chị Nga? Dạ không mục sư. Dạ Nga thấy cái câu số 1 mục sư hỏi đó ca, thì cái này là đại diện về một thiên sứ có quyền năng á mục sư. Quyền năng này là ở trong hình thể của Chúa Giêsu. Vậy khi khi mà đấng Christ trước khi nhập thể thì Chúa cũng xuất hiện như một thiên sứ mục sư, thiên sứ của Chúa. Dạ, như một thiên sứ của Chúa. Nhưng sau khi mà Chúa Giêsu trở thành con người và chết và sống lại thì Ngài có một thân thể vinh hiển ở trong những cái sách Tân Ước đó mục sư. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nghe. À, bên ngoài bên của Đức Chúa Trời nó anh thiên Khi sứ này là có khi năng chúng quyền ta của Chúa học cái Giêsu. sách khải quyền này á, thì chúng ta cần có một cái nhìn nó bao quát hơn. Và anh chị em nhớ nó từng một cái giai đoạn, một cái thời kỳ khi khi mà Chúa Giêsu Ngài xuất hiện. Và đa phần trong cái giải kinh á, thì người ta thiên về cái sự giải thích cái thiên sứ mạnh sức này, đó là chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Tại vì nó thấy chúng ta thấy cái những cái biểu hiện chẳng hạn như là có đám mây nè, đám mây bao bọc lấy, là có cái móng ở trên đầu, là cái mặt giống như mặt trời, chân như trụ lửa và tay cầm quyển sách nhỏ nữa. Và dường như là nếu mà ba người giải kinh, ba người học sách khải quyền, thì hết hai người là nói đây là hình ảnh của Chúa Giêsu. Giống như chúng ta cũng mới vừa suy luận, nếu tôi đọc vào thì tôi cũng tin rằng đây là hình ảnh của Chúa Giêsu. Đó là cái những cái biểu hiện, những cái được ghi nhận lại ở trong chương 10 này. Thì rõ ràng chúng ta thấy không thấy một cái gì có thể suy nghĩ khác hơn, đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ kỹ hơn và chúng ta xem xét ở cái phần dưới thì chúng ta sẽ thấy khác. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em đi lần lượt để chúng ta thấy thiên sứ này là đại diện cho ai nha. Thứ nhất, ở trong Cựu Ước khi nói về thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì đó chính là hình ảnh mặc lấy hình hài của con người, hình hài của Chúa Giêsu. Cũng như Cô-lô-se đoạn 1 câu 15 thì Chúa Giêsu là hình ảnh không thấy được của Đức Chúa Trời. Và Ngài ở trên đất, khi Chúa Giêsu ở trên đất thì Ngài mặc lấy thân xác của con người. Mà khi Chúa Giêsu hóa hình thì cái thân thể vinh hiển của Chúa Giêsu thì sứ đồ Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ đã nhìn thấy. Và trong Khải Huyền chương 1 thì Chúa Ngài bày tỏ chính Ngài ra thân thể vinh hiển, thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng xin lỗi, sứ đồ Giăng cũng cũng hiểu được và nhìn thấy đó chính là Chúa Giêsu, không có sự lầm lẫn. Nhưng mà chúng ta xem ở đây có những cái yếu tố để rồi chúng ta thấy nó không phải là Chúa Giêsu, mà là đây là một đại diện của Chúa Giêsu. Bởi vì khi Chúa Giêsu ở trong Cựu Ước thì khi mỗi lần muốn xuất hiện với con người thì Ngài mặc lấy hình hài của con người, và trước khi giao ước mới thì Chúa Giêsu mang lấy thân xác của con người, và Ngài đã mặc lấy thân xác con người để chịu chết đền tội cho con người. Nhưng mà khi Chúa Giêsu sống lại thì Kinh Thánh nói rằng Ngài về bên hữu ngang trời, Ngài ngồi bên hữu Đức Trời để cầu thế chúng ta, cầu nguyện thế chúng ta. Và khi sứ đồ Giăng thấy Chúa ở đảo Bác Môn thì chúng ta thấy sứ đồ Giăng làm gì? Chúng ta xem lại chương 1.
Chúng ta xem chương 1. Ở trong xin bạn chị em nhé. Từ câu số 9. Câu 9 câu 10. Đọc hết một sư. Nghe đọc hết một sư. Dạ. Dạ, dạ. Tôi là Giang. Dạ. Tôi là Giang, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bát Mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Dạ, giờ xin đọc câu từ câu 12 cho đến câu 17 nữa. Dạ. Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng và luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn, tai hổ người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Amen. Và chúng ta thấy là khi mà Chúa ngài hiện ra thì sứ đồ rằng như thế nào ạ? Vừa thấy ngài thì tôi ngã xuống. Đây là cái sự vinh hiển, vì Chúa Giêsu lúc bấy giờ ngài không còn là như là chiên con của lễ vượt qua nữa. Ngài không phải là một cái hình hài của hài nhi bé nhỏ nữa. Nhưng Chúa Giêsu ngài mặc lấy cái thân thể vinh hiển, oai nghi cực độ, và khi sự hiện diện của ngài thì sứ đồ Giăng phải ngã xuống dưới chân của ngài. Và sứ đồ Giăng thấy Chúa thì Chúa đang phải thờ phượng Chúa. Như vậy ở trong đoạn thứ 10 thì rõ ràng sứ đồ Giăng nhìn thấy nhưng mà không có sự thờ phượng ở đây. Nó có sự khác biệt. Ở đây nói rằng là có một thiên sứ khác sức mạnh lắm, và từ trời xuống có một cái đám mây bọc lấy. Như vậy thì Chúa Giêsu thì ngài được một đám mây tiếp lên, như ở trong công vụ chương 1. Chúng ta trở lại công vụ chương 1. Câu số 10 à? Dạ. 10. Xin lỗi, câu 9 câu 10 11 luôn. Dạ. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong lúc các người có nhìn xem ngài, có một đám mây tiếp ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm trên trời trong lúc ngài ngự lên, sải có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy. Dạ. Chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa được cất lên, đó là ngài được cất lên trong những đám mây. Và Kinh Thánh ở trong Cựu Ước cũng nói rằng là những đám mây là bụi ở dưới chân của ngài. Như vậy cái sự hình ảnh Chúa Giêsu được cất lên thì sứ đồ Giăng cũng đã nói ở trong Khải Huyền chương 1 câu số 7. Khải Huyền chương 1 câu 7. Dạ. Kìa, ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm ngài cũng không thấy, cũng trông thấy hết thảy. Cách chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ ngài, quả thật yeah. Vậy. Amen. Amen. Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt trông thấy ngài. Như vậy ở trong đoạn thứ 10 này thì chúng ta thấy là Chúa chưa đến. Chưa đến. Ở trong đoạn 10 nói rằng là đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở trên trời xuống, có đám mây bao bọc lấy.
Như vậy thì cái điều mà Kinh Thánh nói rằng là Chúa Ngài trở lại trên những đám mây thì chưa. Tại vì ở đây đang ở trong đại nạn mà cái tiếng kèn thứ bảy chưa thổi, thiên sứ thứ bảy chưa thổi kèn. Và còn bảy bát thành nộ chưa đổ xuống. Như vậy Chúa Giêsu không thể xuống trong cái thời gian này. Ngài không thể là ngự xuống như là đám mây ở đây được. Đây là một cái sự tái lâm hiển nhiên mà Chúa Giêsu đến để Ngài đánh bại kẻ thù và thiết lập vương quốc 1000 năm. Nhưng mà trong Khải Huyền chương 10 thì chưa thể đó là Chúa Giêsu được. Chúng ta thấy ở đây là những cái đám mây bọc lấy, nó bao bọc lấy, cũng là hình ảnh của cái sự vĩnh hiển. Rồi có cái móng ở trên đầu. Như vậy cái đám mây và cái móng trên đầu người đó là nói về vấn đề gì? Biểu tượng gì? Đó cũng là câu hỏi kế tiếp của chúng ta. Chúng ta xem lại cái điều này để chúng ta thấy được đây không phải là Chúa Giêsu, nhưng mà đây chính là một, giống như là một cái người phát ngôn viên hay là một người đại diện Chúa. Bởi vì Chúa có nhiều thiên sứ và Ngài có thể sai thiên sứ của Chúa để đến để thực hiện. Và chúng ta nhớ rằng thiên sứ của Chúa thì không đòi hỏi cái sự thờ phượng. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu ra lệnh cho Satan: ngươi cũng phải thờ phượng Chúa và hầu việc một mình Đức Chúa Trời ngươi. Và Chúa nói là ngươi đừng có thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và Chúa Giêsu tự sợ nhận Ngài là Chúa. Ngươi đừng có thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều mà Chúa Giêsu Ngài xưng nhận. Cho nên đứng trước Chúa thì tất cả mọi muôn vật đều phải phủ phục, muôn vật phải thờ phượng. Anh chị em thấy những người thông thái đi đến tìm Chúa, mặc dầu Chúa Giêsu như là một hài nhi, nhưng mà khi mà Chúa Giêsu Ngài, xin lỗi, khi những người thông thái này đến thì lập tức họ bày ra những cụ quý là vàng, nhũ hương và mộc dược, và họ quỳ xuống để thờ phượng Chúa. Còn Chúa Giêsu đấng đáng được thờ phượng và Ngài ra lệnh cho người ta phải thờ phượng Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy thiên sứ này xuất hiện nhưng mà không có sự thờ phượng ở đây. Dân không có thờ phượng, dân không có quỳ xuống trước thiên sứ này đã thờ phượng. Bởi vì thiên sứ cũng như là chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 19, câu 19 và câu 20. À, xin lỗi, câu 9 và câu 10. Khải Huyền 19, câu 9, câu 10. Dạ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng hãy chép phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn, tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Amen. Ở đây khi mà sứ đồ Giăng nhìn thấy thiên sứ tưởng là Chúa quỳ phục xuống thì lập tức thiên sứ thánh của Chúa từ chối ngay. Không, ta chỉ là người bạn đồng làm việc với ngươi mà thôi. Cho nên ở trong Khải Huyền chương 10 này thì không phải là Chúa Giêsu. Bởi vì nếu Chúa Giêsu thì chắc chắn là dân phải phủ phục trước Chúa Giêsu và thờ phượng Ngài. Và ở đây nói là nếu như Ngài đến bằng những đám mây thì cái sự đến của lần thứ hai Chúa Giêsu là chưa. Ngài chưa đến theo như là lửa ở trong công vụ với lại ở trong Khải Huyền chương 1 có nói tới. Và ở đây chúng ta thấy là có cái đám mây bọc lấy rồi có móng ở trên đầu. Như vậy thì thiên sứ này là người ở bên cạnh để chờ đợi hay là được sai đi, được nhận mạng lệnh để sai đi. Và thiên sứ này ở trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Giống như là Môi-se khi ở trong sự hiện diện của Đức Trời, khi ông bước ra thì mặt ông đầy vinh hiển và sáng chừng. Đến nỗi ông phải lấy cái lớp ông che lại để cho dân sự có thể nhìn được ông. Cái điều thứ hai ở đây, cái hình hài thứ hai của thiên sứ này, đó là cái móng ở trên đầu. Đây là cái điều mà thiên sứ này đem đến
cho người dân, cho muôn dân, cho sứ đồ giang nhận biết đây là cái lời hứa của Chúa hay là cái giao ước của Chúa. Ở trong sáng thế ký, khi Chúa diệt loài người bằng trận nước lụt, và từ sáng thế ký cho đến thời địa đại nạn sẽ là lần tiêu diệt lần thứ hai, diệt cái sự gian ác của loài người. Nhưng mà sáng thế ký thì Chúa diệt bằng trận nước lụt, nhưng sau đó thì Ngài bày tỏ và Ngài cho nhìn thấy một cái móng. Noe nhìn thấy một cái móng và có lời phán của Chúa: ta sẽ không hủy diệt loài người bằng trận nước lụt nữa. Cho nên khi thấy có sự hủy diệt này thì thiên sứ này có một cái hình hài và có cái móng ở trên đầu, để khi nhìn vào là biết rằng đây là cái giao ước. Đức Chúa Trời nhắc lại cái giao ước, dù có sự hủy diệt nhưng Ngài cũng không hủy diệt bằng trận nước lụt nữa. Ngài có một cách hủy diệt khác, và Ngài cũng cho người ta có cơ hội. Như khải quyền thì chúng ta thấy rằng là sau 6 cái ấn thì có một cái khoảng thinh lặng, và bây giờ sau 6 tiếng kèn thì nó có một cái điều nó đang xuất hiện, và chúng ta đang nói những cái điều xuất hiện ở trong giữa cái tiếng kèn thứ 6 và tiếng kèn thứ 7. Nó xảy ra những cái biến cố ở trên trời mà Chúa Đại Giang đã nhìn thấy. Cho nên qua hình ảnh của thiên sứ này để nhắc cho chúng ta nhớ rằng Chúa Ngài không hủy diệt loài người bằng trận nước lụt nữa. Vì giao ước của Ngài và sự thành tín của Ngài, cho nên Ngài giữ giao ước đến đây. Nhưng mà Chúa nói là mọi vật dưới đất này sẽ dành cho lửa. Cho nên chúng ta an tâm về điều này, Chúa sẽ không hủy diệt loài người bằng trận nước lụt. Đó là lời giao ước của Ngài. Ngay cả trong đại nạn, Chúa vẫn nhắc lại cái giao ước đó để cho con người có thể nhìn thấy và hiểu được ý muốn của Ngài. Cái hình ảnh thứ ba đó là mặt giống như mặt trời. Ở đây không phải là mặt trời mà là giống như mặt trời. Thì cái hình ảnh này chúng ta cũng thấy giống như hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong Khải Huyền Ông Một. Nhưng mà ở đây chính là cái sự phản chiếu cái sự vinh hiển. Khi con người ở trong sự vinh hiển của Chúa thì bước ra thì đầy sự vinh quang như là Môi-se. Thì thiên sứ ở trên gần ngay của Chúa, ở trong sự vinh quang của Chúa. Chúa Giêsu chính là sự sáng, Chúa Giêsu chính là đường đi, Chúa Giêsu chính là lẽ thật. Và khi thiên sứ ở cùng Chúa thì sẽ có sự vinh quang, phản chiếu vinh quang của Chúa. Chúng ta xem ở trong sách Luca chương 1, thiên sứ là phản chiếu vinh quang của Chúa. Đây, Luca chương 1 câu 28 và 29. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. À, cũng trong Luca chúng ta xem chương 2. Luca chương 2 câu 8 câu 9. À, cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh họ, rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng. Ở đây chúng ta thấy rằng là một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ và vinh quang của Chúa. Ở đây đó là thiên sứ của Chúa và vinh quang của Chúa. Vậy thiên sứ này là thiên sứ mà ở cho gần Chúa và nhận lấy hay là phản chiếu vinh quang của Chúa. Dạ, chúng ta xem có thiên sứ nào ở gần Chúa vậy. Sức Ê Giê-tô Ký chương 25 xuất chương 25 câu 20 20 cho đến 22 luôn. Hai cherubim sẽ xè cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho.
ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa hai tượng cherubim trên hòm bảng chứng và sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Amen. Hai cherubim ở trên nắp thi ân và xe cánh ra che phủ nắp thi ân. Đây là cherubim, tức là một thiên sứ của Chúa. Hai thiên sứ của Chúa che cái nắp thi ân. Mà nắp thi ân là nơi cái ngai của Chúa, nó là sự vinh quang của Chúa. Chúa nói là tại đâu đó ta sẽ gặp người. Chúng ta xem Ê-sai đoạn 6. Ê-sai đoạn 6. Câu 1, câu 2. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các, Amen. Anh em thấy ở đây là những seraphim ở chung quanh ngay của Chúa và bay chung quanh ngay của Chúa. Như vậy, cherubim hay là seraphim là những thiên sứ được tạo dựng một cách đặc biệt để ở gần Chúa. Và cái vinh quang của thiên sứ đó khi mà xuất hiện thì có cái sự sáng chiếu ra, giống như trong Luca chương 2 mà chúng ta mới vừa đọc. Như vậy thì ở đây anh chị em thấy rằng đây là một thiên sứ ở gần ngay của Chúa chứ không phải là Chúa Giêsu. Chúng ta xem tiếp nha. À, nhìn thì giống như là mặt như mặt trời, chân như trụ lửa. À, nhưng mà không phải là Chúa Giêsu, tại vì không có một cái sự thờ phượng xuất hiện ở đây. Nếu như có sự xuất hiện và thêm một vài yếu tố nữa, chúng ta biết đó không phải là Chúa. Rồi tiếp tục chúng ta xem coi trên tay người cầm cái gì. Ở trong câu 2 đó là người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. À, người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ. Vậy thì chúng ta thấy cái quyển sách mà người cầm nơi tay này đó là gì vậy? Ở trong đoạn 6. À, xin lỗi, đoạn 5, câu 6. Từ đoạn 5 câu 6 cho đến câu số 8. Ở đây xin mời đọc đoạn 5 câu 6 đến câu 8. Khải Huyền hả mục sư? Dạ, cũng Khải Huyền. Dạ. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đắng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Dạ, chúng ta thấy là khi chiên con cầm tới quyển sách thì có cái sự thờ phượng ở đây xảy ra. Tất cả các trưởng lão đều phủ phục trước mặt chiên con. Ở phần trên á, thì trong câu từ câu 1 thì tôi thấy trên tay phải của đấng ngồi trên ngôi cầm quyển sách viết cả trong lẫn ngoài và được bằng 7 cái ấn. Rồi thấy thiên sứ công bố rằng ai sẽ là người xứng đáng mở quyển sách. Xin chị đọc lại giùm tôi câu 2, câu 3 theo cái bản dịch cũ. Đoạn 5 á mục sư. Dạ, câu 2, câu 3, đoạn 5. Dạ. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này. Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Amen. Amen. Như vậy ở đây có một thiên sứ mạnh mẽ, thiên sứ mạnh sức hay là thiên sứ đầy quyền lực, lớn tiếng công bố rằng ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo ấn này ra. Như vậy chúng ta hay có một thiên sứ đã công bố đó, cũng là thiên sứ mạnh mẽ, hay là thiên sứ mạnh sức ở đây. Đó. Tại vì chúng ta thấy rằng là sau cuối cùng thì sao? Chỉ có chiên con câu 5. Có một trưởng lão nói rằng là đừng khóc kìa, sứ tử chưa phải Giu-đa, hầu tử của David đã thắng, có thể mở quyển sách và 7 cái ấn này. Để khi dân nhìn thấy không ai mở được cái ấn này, không ai nhận mở quyển sách này ra thì khóc dầm dề. Thì chúng ta thấy ở đây trên tay cầm một cái quyển sách nhỏ mở ra. Cái quyển sách này đã được chiên con mở ra rồi. Và chiên con trao cho thiên sứ để mở cái quyển sách ra. Và chúng ta trở lại đoạn 10.
Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra, người để chân hữu mình trên biển và chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng rằng, tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. Chúng ta thấy là có một cái sự sách đó là nó bao trùm cả vũ trụ này, nó bao trùm kế hoạch, nó bao trùm cái ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong quyển sách đó. Cho nên là người có cái quyển sách nơi tay, được trao cho cái quyển sách nơi tay và kêu mở ra, và người để chân ngủ mình trên biển và chân tả mình trên đất. Điều này muốn nói lên cái chủ quyền, cái chủ quyền của đất và biển. Và chỉ có đấng ngự trên ngôi, đấng đó có cái chủ quyền toàn vẹn để công bố lấy lại những gì đất đã bị đoạn mãi. Anh chị em nhớ rằng đất này không thuộc về ma quỷ. Vốn dĩ ban đầu là Chúa nói rằng là trời là ngai ta, đất là bề chân của ta. Nhưng mà vì Chúa đã giao cho Adam Eva để quản trị đất, nhưng Adam Eva đã không hoàn tất cái chức năng của cái sự quản trị đất đó, và đã trao vào trong tay của ma quỷ. Trong cái sự cám dỗ Chúa Giêsu thì ma quỷ nói rằng, nếu ngươi chỉ cần quỳ xuống trước ta thôi, thở lại ta thôi, thì ta sẽ cho ngươi mọi nước của thế gian này, bởi vì đã giao cho ta, ta muốn cho ai tùy ý ta. Anh chị em thấy nó một điều rất là đặc biệt, phải không? Chúa lấy lại, Chúa Giêsu đến lần thứ nhất là lấy lại tất cả mọi quy quyền trên trời dưới đất đã giao cho Chúa. Khi ngài dâng Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thái được quy xuống. Và điều này đang được ứng nghiệm. Khi chúng ta công bố danh Chúa Giêsu ra thì kẻ thù tháo chạy. Nhưng còn lấy lại đất, công bố cái chủ quyền để lấy lại thì chưa. Nhưng mà trước khi cái ấn thứ bảy, xin lỗi, cái tiếng kèn thứ bảy được mở, thì ở đây chúng ta thấy rằng là thiên sứ đã đặt một chân phải ở bên trên đất và một chân trái ở trên biển, để công bố đây chủ quyền, lấy lại chủ quyền để thiết lập lại 1000 năm bình an. Và ở đây kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền. Ở đây là kêu tiếng lớn như tiếng sư tử. Nhưng Chúa Giêsu thì không phải là như sư tử, mà Chúa Giêsu là sư tử chứ không phải Giuđa. Hai cái này khác biệt, phải không? Như vậy tiếng của thiên sứ, tiếng của thiên sứ ở đây như là tiếng sư tử gầm thét hay là rền vang như sư tử giống lên. Và khi tiếng đó kêu lên rồi thì có bảy tiếng sấm rền vang. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi lại có ý chép lấy, tức là sứ đồ Giăng định chép lại. Nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến mà phán rằng, hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói, đừng chép làm chi. Có một điều mà chúng ta thấy lạ lùng ở đây. Trong cái sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao và bảy chân đèn, và Chúa kêu Giăng là phải chép lại những sự hiện thấy, và sách khải quyền là sách được vén cái bức màn bí mật để cho người ta có thể hiểu thông qua sách khải quyền này mà hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời. Đã là khải quyền, tức là cái sự mặc khải rồi, nhưng tại sao trong sự mặc khải lại có sự bí mật? Ở đây khi mà cái tiếng bảy, cái tiếng nó rền vang rồi, tiếng sấm rền vang rồi, thì kêu rằng hãy đóng ấn, đóng ấn lại, tức là niêm phong lại và đừng chép làm chi. Vậy thì bảy tiếng sấm này là điều gì nữa? Như vậy chúng ta để ý nè, chúng ta có bảy cái ấn, chúng ta có bảy tiếng loa, chúng ta có bảy bát hành lộ, nhưng ở đây có bảy cái ấn nữa. Từ bảy cái ấn được mở kia, bây giờ lại có bảy cái ấn, xin lỗi, bảy cái tiếng sấm rền, và kêu rằng hãy đóng ấn những điều mà bảy tiếng sấm đã nói. Như vậy trong bảy tiếng sấm đó có nói thông điệp gì, có hé mở điều gì, thì Giăng định viết xuống thì có tiếng nói là không được viết lại, đóng ấn nào, đóng ấn của bảy cái tiếng sấm đó. Như vậy bảy tiếng sấm đó là gì chúng ta cũng không biết. Kinh Thánh không có hé mở, trên con anh Kinh Thánh chưa đóng ấn lại, có nghĩa là che phủ lại, chúng ta không biết nó là bảy cái tiếng nói đó là gì, bảy cái tiếng kêu rền vang đó là gì, chúng ta không biết.
Hay nói cách khác, trong sự vén bức màn bí mật lại có bí mật. Có những điều chúng ta sẽ gặp Chúa để chúng ta sẽ hỏi Chúa. Chúa ơi, 7 tiếng sấm đó là như vậy. Trong đó viết cái gì vậy Chúa? Chúng con không biết. Sao Ngài lại hé mở, rồi Ngài lại đóng? Chúng ta biết là ở trong câu chuyện đó là gì? Bí mật thuộc về Chúa. Sự bí mật thuộc về Chúa. Có nhiều điều Chúa vẫn còn bí mật mà Chúa chưa có hé mở cho chúng ta. Thì Chúa chưa hé mở thì chúng ta không thể đón già đón non được. Nhưng mà nếu Chúa hé mở thì chắc chắn nó phải có một cái sự chứng thực từ Kinh Thánh để khẳng định về cái điều mà hé mở đó của Chúa. Cho nên chỗ này xin phép anh chị em chúng ta đóng lại. Chúng ta không thể nào cố gắng để khai thác, để suy luận, để đoán mò được. Nhưng mà ở đây lại có sự bí mật. Kêu rằng hãy đóng mắng lại, đừng có chép làm gì. Câu số 5 đó là: bây giờ vị thiên sứ mà tôi thấy đứng trên biển và trên đất giơ tay hữu lên trời. Chúng ta cũng là thiên sứ đó, nhưng thiên sứ đứng đặt một cái chân ở trên biển và một cái trên đất, và tay hữu thì giơ lên trời để làm gì đây? Chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời đất muôn vật trên đất, trên trời dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thầy rằng không còn có thì giờ nào được. Nếu là Chúa Giêsu thì Ngài không có chỉ cái đấng trên trời để thờ thề. Bởi vì sao? Vì Chúa Giêsu là đấng dựng nên trời và đất. Ban đầu có ngôi lời của Đức Trời, và ngôi lời là Đức Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Và Cô-lô-se đoạn 1 câu 16-17 cũng nói rất rõ là muôn vật bởi Ngài và vì Ngài, bởi Ngài dựng nên. Như vậy thì Ngài là Đức Chúa Trời cao cả. Nếu trong Cựu Ước thì Ngài không chỉ bất cứ ai khác thề, Ngài chỉ chính ta mà thề. Bởi vì thường chúng ta thề một cái gì đó thì chúng ta phải chỉ cái đấng lớn hơn mà thề. Vậy thì ở đây khi nói về cái vị thiên sứ này đứng trên biển và giơ tay hữu lên trời và thề, chỉ đấng hằng sống mà thề, đấng dựng nên trời đất muôn vật mà thề, thì rõ ràng đây không phải là Chúa Giêsu mà là thiên sứ của Chúa Giêsu, gọi là thiên sứ mạnh sức. Trong Khải Huyền đoạn 5 có nói đến thiên sứ này, và bây giờ đoạn 10 cũng nói đến thiên sứ này. Đây là sứ giả từ ngai của Chúa được gửi ra, đây là sứ giả để báo cáo, để nói lại cái thông điệp mà chính Chúa Giêsu Ngài công bố ra. Thề như thế nào ? Không còn có thì giờ nào nữa. Không còn có thì giờ nào nữa. Thưa anh chị em, chúng ta nhớ rằng cái ấn, trước khi cái ấn thứ 7 được mở thì trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Chúng ta còn nhớ không? Nửa giờ của Chúa để chuyển qua một cái giai đoạn trừng phạt, một cái giai đoạn để đưa ra cái phán quyết, nửa giờ để cho người ta có cơ hội để người ta ăn năn. Cho nên cái nửa giờ nó rất là quan trọng. Chúa muốn hủy diệt nhưng mà chậm lại một chút nữa, chậm lại một chút nửa giờ nữa. Chúng ta không biết nửa giờ đó là thời gian bao nhiêu, nhưng mà đó là thời gian dành cho cơ hội cho những người gian ác, những người phạm tội ở trên đất này, họ phải ăn năn. Nhưng mà đến chuẩn bị để tiếng kèn thứ 7 thổi thì ở đây thiên sứ đã tuyên bố mà nói gì? Không còn có thì giờ nào nữa. Thật ra trong nguyên nghĩa của ở đây cái từ này đó, cái từ mà không còn thì giờ nào nữa có nghĩa là không còn chậm trễ lâu nữa đâu. Anh chị em nhớ rằng có một lời cầu khẩn của những linh hồn bị chết và ở dưới bàn thờ của Chúa. Thì những linh hồn đó mới kêu cầu cùng Chúa: Chúa ơi, sao Ngài trì hoãn mà phán xét những người này cho đến chừng nào? Và có một người trao cho họ chiếc áo trắng và kêu hãy chờ đến lâu cho số người bị giết đủ số rồi mới có sự phán xét. Như vậy thì cái tai vạ của cuối cùng của cái thiên sứ thứ 7 thổi, nó sẽ là một điều đó rất là khủng khiếp. Mà tại đây là phải đứng ra có vị thiên sứ tuyên bố ra là gì? Thời gian không còn có thời gian nào nữa. Hay nói cách khác là không còn có thể chậm trễ lâu hơn nữa được. Nó cấp bách rồi, nó đến nước rút rồi.
Nó đến cái thời kỳ cuối cùng rồi. Nhưng đến ngày mà thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và khỏi lo, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng thiên tri. Như vậy cái tiếng kèn thứ sáu được thổi, nó chưa trọn vẹn, nó chưa hoàn tất cái chương trình của Ngài, chưa thấy được hoàn tất cái sự mầu nhiệm của Ngài mà Ngài đã phán trong các lời tiên tri. Cho đến khi cái thiên sứ thứ bảy thổi lo, thì lúc bấy giờ nó mới hoàn tất cái sự trọn vẹn, hay là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được trở nên trọn vẹn. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhìn thấy được những hình ảnh này để cho chúng ta thấy được một điều nữa, rằng tiếng kèn thứ bảy chuẩn bị thổi thì nó lại có những cái việc, cái sự chung cuộc sắp đến, thì Chúa lại cho một cái khoảng thời gian. Nhưng mà chúng ta đọc đoạn 6 thì sao? Dầu hoàn cảnh như vậy, dầu biết bao nhiêu cái hoạn nạn, nhưng mà chúng nó cũng không ăn năn về sự thờ cúng của chúng nó, sự thờ ma quỷ của chúng nó, sự thờ lại hình tượng của chúng nó. Chúng nó cũng không. Cái tấm lòng của con người khi nó cứng cỏi, thì do giọng người ta sắp chết, người ta cũng không ăn năn. Hoạn nạn như vậy, nhưng họ thấy gì? À, họ cũng được an toàn và họ cũng không ăn năn. Xin Chúa thương xót để rồi bởi những con người kính sợ Đức Chúa Trời mà những cái tai nạn thời đó nó sẽ giảm bớt. Chúng ta qua cái câu số 7, xin là câu 8. Tiếng mà tôi đã nghe từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng, hãy đi lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi. Ở đây không có sự thờ phượng diễn ra. Dân đang nói chuyện giao thông, gọi là tương tác một một với lại thiên sứ này. Nhưng mà trước đó khi dân thấy Chúa xuất hiện thì dân quỳ lại. Ở trong đoạn 19, khi mà dân thấy thiên sứ và dân quỳ xuống thì thiên sứ đó không chấp nhận sự thờ phượng. Nhưng mà chỉ có Chúa Giê-xu và đấng ngự trên ngôi mới chấp nhận sự thờ phượng. Vì vậy ở đây không diễn ra cái sự thờ phượng, để rồi chúng ta biết ở đây chỉ là một thiên sứ của Chúa, một thiên sứ mạnh sức của Chúa mà thôi, để tiếp tục bày tỏ cho sứ đồ dân. Bởi vì Chúa Giê-xu Ngài đang ngồi trên ngôi để Ngài phán xét, để Ngài điều khiển một cái chương trình, một kế hoạch ở dưới đất này. Và cái câu hỏi chúng ta, cái quyển sách nhỏ mà thiên sứ đưa cho dân và nuốt, thì khi nuốt thì trong miệng thì ngọt như mật, nhưng khi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Điều này có ý nghĩa gì? Là xin mời anh chị em cùng nhau góp ý trong phần kinh thánh này. Anh chị em thì cái quyển này là quyển gì ạ? Sách gì ạ? Và cái ý nghĩa gì? Dạ, theo em thì có phải quyển này là quyển Kinh Thánh không ạ? Quyển Kinh Thánh. Không, em cứ nói đi, cứ nói. Dạ, bởi vì khi mà Giăng thấy là cái quyển sách bị đóng và khóc không biết là ai mở, thì Chúa Giê-xu đến và Chúa Giê-xu đã mở. Thì khi mà bởi vì là nếu mà Kinh Thánh được hiểu được thì chỉ một người khi tin nhận Chúa Giê-xu thì mới hiểu được cái lẽ thật được Chúa bày tỏ thôi. Còn nếu không qua Chúa Giê-xu thì Kinh Thánh bị như tấm màn che khuất ấy, và không ai hiểu được. Và khi mà ăn nuốt cái quyển sách này ấy, thì lời của Chúa là ngọt như mật, nhưng mà khi nó vào trong bụng ấy, tức là khi vào đến tấm lòng của mình ấy, thì nó lại đáng, là khi mà trong lòng của mình còn những cái điều gì mà
không thuộc về Chúa thì lời của Chúa đến cắt tỉa và nó rất đau. Thế này em nghĩ như thế. Dạ, cảm ơn Hiền. Anh em còn có ý khác không? Tôi biết kiểu gì câu cuối cùng này mục sư cũng hỏi ý kiến mọi người mà. Sáng sáng. Chúa lúc bây giờ là trong Kinh Thánh nói rằng kêu rằng là nuốt cái quyển sách vào bụng á, thì thực ra mà nói là chúng ta cũng biết rằng Chúa muốn chúng ta phải có lời Chúa ở trong lòng để từ đó mà chúng ta sống và làm theo ý muốn của Chúa. Còn trong đời sống của chúng ta nếu có điều gì thì chúng ta cũng biết rằng Thánh Linh ngự ở trong tâm linh của chúng ta, thì chính khi mà có cái điều gì không ra sai trật thì Chúa sẽ cáo các sửa trị, thì có thể cái sự tham mê của xác thịt, tham mê của mắt, sự kiêu của đời nó trăn trở cái trong cái chiến lược thuộc linh, nó sẽ xảy ra sẽ khiến cho người ta có một chút đau hoặc chút nên đắng gì đó. Nhưng mà rồi nếu như chúng ta hướng lòng về Chúa và để lời Chúa làm chủ thì những cái điều kia nó sẽ mất đi thôi. Nha. Nhưng mà cái ngọt trong miệng đắng trong bụng thì sao? Tại sao đúng là đắng trong bụng ngọt? Thực ra mà đáng lẽ là phải đắng ở trong miệng mà ngọt ở trong bụng mới đúng, nhưng này nó lại ngược lại là đắng ở trong. Vì sao mà tại sao mà đúng là nó đắng, đắng phải đắng trong miệng rồi ngọt trong bụng chứ, đúng không? Tại vì cái nếm của mình á, cái nếm của mình á là nó nhận ra ngay, nhưng mà cái này là ngọt trong miệng mà đắng ở trong bụng. Hiền thì cho rằng là cái quyển sách này đó là nói về, nó là lời Chúa, lời Chúa. Thì anh Sơn có đồng ý với điều này không ạ? Amen. Dạ. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh cũng có nói nhiều về vấn đề cái quyển sách. Chúng ta cùng xem ở trong Jeremy đoạn 15 câu 16. Jeremy. Dạ. Đoạn 15 câu 16 á mục sư. Dạ, Jeremy. Dạ. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Dạ. Ở đây Jeremy nói rằng là khi mà nghe lấy lời của Ngài thì tôi ăn lấy liền. Nhưng mà thật ra ông có ăn không ạ? Ông đâu có ăn bằng miệng đâu. Ở đây chúng ta thấy là sứ đồ Giăng là nuốt cái quyển sách bằng miệng. Và ở đây thực ra đó, ông Jeremy ông nói là tôi ăn lấy rồi, nhưng mà thật ra ông nghe lời Chúa là ông tiếp nhận lại. Và bây giờ chúng ta xem ông Ezechiel thì ông làm gì nha. Chúng ta xem Ezechiel đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Ezechiel đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng: hỡi con người hãy ăn vật ngươi thấy, hãy ăn uống cuốn này rồi đi, và nói cùng nhà Israel: ta mở miệng ra và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán: hỡi con người hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ăn và làm đầy ruột, vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. ACN ăn lấy cái cuốn sách đó, và ăn khi ăn thì nó ngọt như mật. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên 119 câu 103. Thi Thiên 119 câu 103. Thuộc câu 105 chứ không thuộc 103. 119 câu 103. Dạ. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao thật, ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Dạ. Bây giờ chúng ta chiếu vào trong sách Khải Huyền thì chúng ta thấy sứ đồ Giăng ông ăn cái cuốn sách này. Và khi ông ăn thì ông ngọt. Ăn thì cảm nhận ngọt ở trong miệng. Như vậy điều này chính đang nói về lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà thiên sứ đầy quy luật này đến và có những cái tiếng sấm vang rền từ trời mà kêu rằng hãy niêm phong cái tiếng sấm đó lại, đừng có ghi lại làm chi. Cái điều đó khiến cho sứ đồ Giăng bối rối. Rồi tiếp tục thiên sứ mới đưa tay trên biển và trên đất, rồi
đưa tay lên trời và thề nhân danh đấng sống đời đời, đấng tạo dựng cả trời đất bằng vật trên biển, trên đất, và thề và công bố rằng khi nào mà vị thiên sứ thứ bảy mà khỏi kèn thì nó là sự hoàn tất của cái chương trình hay là sự bầu nhiệm của Đức Chúa Trời trên đất. Ông trở nên ông bị bối rối, cũng như là một sự bế tắc. Sao lại có sự mầu nhiệm ở đây? Tại sao lại có sự cái sự đóng ấn ở đây nữa? Nhưng mà chúng ta thấy tiếp theo đó thì kêu rằng hãy lấy cuốn sách và mở ra. Ở trong tay thiên sứ đang đứng trên biển kìa, hãy lấy cuốn sách đó. Như vậy cái quyển sách này với lại cái quyển sách ở trong đoạn 5, hai quyển sách này khác nhau, không phải giống nhau. Quyển sách đoạn 5 ở trong tay của chiên con, quyển sách đó có 7 cái ấn. Quyển sách được mở ra đó là cái chương trình của Đức Chúa Trời, cái kế hoạch của Ngài, và những cái tai họa được đổ xuống. Quyển sách đã được mở rồi. Và bây giờ ở đây cái quyển sách này trong tay của thiên sứ, đây là quyển sách nhỏ, nó là những cái kế hoạch của Đức Chúa Trời ở trong đó. Và còn nữa, nó còn nữa, cái kế hoạch của Chúa chưa hoàn tất, và được trao cái quyển sách cho sứ đồ Giăng. Nhưng cái điều là chưa ăn và nuốt đi thì lập tức ông ăn, ông nuốt cái quyển sách đó. Khi ông nuốt thì nó ngọt ở trong miệng. Chúng ta đọc qua những đốc kinh thánh từ Jeremy, SGN, David, điều đó là gì? Lời Chúa ngọt khổng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Đó là sứ điệp, đó là sứ mạng. Khi ông nhận lấy đó là một sứ mạng. Nhưng khi ông nuốt vào trong bụng thì cái bụng ông trở nên đắng. Như vậy cái sứ mạng này nó có một cái gì đó mà nó khiến cho cái bụng của ông đắng. Sứ mạng của vua khi trao cái quần thần, cái người quan đó phải nhận cái chiếu chỉ đó và phải truyền đi cái chiếu chỉ đó. Nhưng nếu trong thông điệp của chiếu chỉ đó nó mang đến sự chết, nó mang đến sự hủy diệt, một mặt nhận lệnh từ vua, một mặt phải truyền lệnh để thực thi cái điều đó, thấy được cái viễn cảnh đó, mà viễn cảnh đó là viễn cảnh của sự chết chóc, của sự giết, thì anh chị em thấy nó đắng hay là nó ngọt? Lời của vua luôn luôn là ngọt, lời của Chúa luôn luôn là ngọt, sứ mạng của Chúa luôn luôn là ngọt. Nhưng mà khi ông nuốt vào trong bụng thì ông cảm thấy đắng ở trong bụng. Sứ mạng lớn quá. Và ở đây chúng ta xem cái câu thứ 11. À, chúng ta trở lại đoạn 10 câu 11. Xin mời chị nghe đọc lại 10 câu 11. Lời phán cùng tôi rằng ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Amen. Amen. Yeah. Sau khi nuốt cái quyển sách thì có lời nói tiếp theo cho sứ đồ Giăng. Ngài nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều thứ tiếng và nhiều vua nữa. Như vậy thì chúng ta thấy trước khi cái tiếng kèn thứ bảy được thổi thì có một mạng lệnh hãy tiếp tục nói tiên tri cho nhiều nước, nhiều dân tộc, nhiều thứ tiếng và nhiều vua. Chúng ta nghĩ gì về điều này? Tại sao Chúa không hủy diệt luôn? Quả thật là lòng nhân từ của Đức Trời đang thể hiện ra, hay là cái sự nhẫn nại của Chúa, hay là thử nghiệm cái sự nhẫn nại của Chúa một cách hết mức có thể, trong khi đoạn 6, hay xin là đoạn 9, khi mà chiên con thiên sứ thổi cái tiếng kèn thứ sáu thì chúng ta sẽ thấy được rằng sự hủy diệt 1/3 loài người, nhưng ở đây họ cũng vẫn không ăn năn. Nhưng mà trong đoạn 10 thì Chúa kêu sứ đồ Giăng hãy tiếp tục, ngươi còn phải nói tiên tri cho nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều thứ tiếng và nhiều vua. Đây là lòng nhân từ lớn lao của Chúa được bày tỏ ra. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu đó, cảm ơn Đức Trời vì lòng nhân từ đó. Anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng khi chiên con chuẩn bị mở cái ấn thứ bảy thì trên trời yên lặng từng nửa giờ, tức là gì? Ngài vẫn còn chờ đợi nửa giờ đó. Nhưng mà thay vì hủy diệt, thay vì cái tiếng kèn thứ bảy thổi là tiếng kèn chung cuộc, tiếng kèn hoàn tất công việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được chọn, thì bây giờ lại một cái sứ mạng mới dành cho sứ đồ Giăng. Ngươi phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều thứ tiếng và nhiều vua.
Những nhân vật được xuất hiện ở trong từ trước khi cái tiếng kèn thứ bảy được thổi, là chúng ta sẽ tìm thấy những cái nhân vật đang xuất hiện ở đây, nó làm cho chúng ta có một cái sự liên tưởng đến một cái khoảng thời gian, một cái không gian, một cái hoàn cảnh trước khi cái sự chung cuộc, trước khi chờ đợi để cứu, thì chúng ta thấy có một cái biến chuyển, như là tình yêu của Chúa lại tiếp tục Ngài truyền đạt cho sứ đồ dân: đừng dừng lại, hãy đi nói tiên tri nữa đi, hãy nói tiên tri cho nhiều nước, nhiều dân, nhiều phương tiện, cho nhiều vua, đừng dừng lại, hãy tiếp tục nói tiên tri, nói tiên tri, rao giảng đi, rao giảng đi, rao giảng đi. Một thông điệp cấp bách của thời kỳ cuối cùng, một thông điệp, một sứ điệp, một thông điệp của Đức Chúa Trời chuẩn bị để hình phạt, nhưng mà Ngài lại muốn cứu nữa. Có thể quá sức tưởng tượng của chúng ta phải không? Có bao giờ một người nào hình lên cái án phạt chịu hành hình rồi, nhưng bây giờ lại dừng lại để xem cái thái độ của nó như thế nào? Anh chị em, nếu là cha là mẹ, chúng ta từng la con mình, chúng ta phạt con mình, nhưng chúng ta mong chờ ở con mình có một cái thái độ, chúng ta mong chờ điều gì? Chúng ta mong chờ điều gì ở con của mình? Chúng ta mong chờ điều gì? Chúng ta nghĩ Chúa mong chờ điều gì trên những con người mà đã trải qua đại nạn, họ bị đại nạn như thế, mà Ngài mong chờ điều gì đấy họ chị em? Tôi thiết nghĩ không có gì khác hơn đó, mong chờ cái sự ăn năn của họ. Nhiều khi mà đọc Kinh Thánh chúng ta cũng không thể nào hiểu nổi được Chúa. Tại sao vậy Chúa? Một con người gian ác như thế, những loại người gian ác như thế, họ chối bỏ Chúa như thế, nhưng Chúa vẫn chờ đợi. Và anh chị em biết rằng có những điều ở trong cuộc đời của chúng ta, có những điều chúng ta cứ ở lần mò ở trong tội lỗi và tội lỗi, nhưng Chúa vẫn chờ chúng ta không? Một cái khi người chủ vườn đòi là chặt đốn cái cây bả này, nó không có trái, nhưng mà Chúa nói, cái người làm vườn nói là gì? Nhưng mà chủ ơi, cho xin một năm nữa đi, một năm nữa chúng tôi sẽ đào hố xung quanh, chúng tôi sẽ bón phân, chúng tôi chăm sóc nó, nếu năm sau nó không có trái thì đốn cũng được. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời giàu ơn, thương xót, đầy sự nhân từ, đổi ý về sự giáng tai nạn, cũng như là thành Nidive vậy. Thay vì Chúa hủy diệt, nhưng mà vì cớ thành đoạn ăn năn, Chúa dừng tai họa lại, vô hình chung khiến cho Jonah trở thành một tiên tri nói mà không ứng nghiệm, người ta cho là tiên tri giả. Không, Đức Chúa Trời của chúng ta có cái lòng nhân từ rất đặc biệt. Cảm ơn Chúa. Cho nên qua đoạn 10 này, đúng ra chúng ta học liên tục cả đoạn 11 luôn, nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian. Chúng ta sẽ ngày mai tiếp tục học về hai nhân chứng ở trong chương 11. Họ là ai vậy? Họ là ai? Xin Chúa cho chúng ta suy gẫm để chúng ta hiểu được những cái biến cố xảy ra trong đại nạn. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta là người không nằm ở trong đại nạn đó. Chúng ta được cất đi trước nữa. Nhưng mà sứ mạng, cái mạng lệnh của cái quyển sách mà sứ đồ danh nuốt vào, đó cũng là mạng lệnh cho tôi và anh chị em ngày hôm nay. Chúng ta hãy thực hiện nó. Nên là hãy nói tiên tri, tiếp tục rao giảng cho nhiều dân, nhiều nước, nhiều thi tiến, nhiều vua. Chúng ta không nên dừng lại. Và hãy gấp rút. Đây là một cái thông điệp mang tính khẩn cấp. Ngay trong đại nạn, nhưng còn có thông điệp đó. Thì thông điệp đó nếu chuyển cho chúng ta đến trong cái giai đoạn này, mà chúng ta đọc thông điệp này mà chúng ta không hết lòng để rao giảng, chúng ta không hết lòng để phục vụ Chúa, thì chúng ta chờ đến bao giờ để chúng ta phục vụ? Hai cái người, những cái người mà phun, họ tìm thấy được thức ăn ở trong trại của nhân dân Syria, thì họ nói ngày hôm nay có tin lành, chúng ta há chẳng nên nóng nảy sao? Hai môn đồ tên là Emmaus khi gặp Chúa Giêsu, thì họ nói với nhau rằng là
chúng ta đã thấy Chúa làm chúng ta há chẳng lòng này. Xin Chúa cho cái thông điệp này khuấy lòng tôi và chị em, cho đến khi chúng ta không, nếu chúng ta nói là chúng ta không nói về ngày nữa đó, thì giống như lửa nó bọc kín trong xương chúng ta, nó làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta thổn thức, làm chúng ta bối rối, làm cho chúng ta không ăn không ngủ được nếu như chúng ta không nói về Chúa. Một ngày kia một nhà truyền giáo mua đi, ông có hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, mỗi một ngày Chúa cho con nói về Chúa cho một người. Mà trong ngày hôm đó ông quá bận rộn đến mức độ là ông chuẩn bị đi ngủ rồi. Ông vừa chuẩn bị đi ngủ, ông bèn nghe Chúa nói: hôm nay còn chưa nói về ta, còn chưa có rao giảng về ta. Thì ông mới mở cửa ra, ông chạy ra ngoài đường. Ông gặp một người say xỉn, đi và đi bái tới bái lui và nhìn trên cái đoạn đường là không có một bóng người nào hết, chỉ có người say này thôi. Và ông nói: bây giờ nếu như bây giờ con không gặp ai chứ làm sao con nói? Chúa nói cho người say đó đi. Ôi Chúa ơi, cái người này người say, họ đang say rượu thì làm sao mà con nói họ nghe họ hiểu? Và ông cố tìm để một người khác để ông nói, nhưng mà cuối cùng ông tìm không gặp. Thì cuối cùng ông lại nắm tới tay người say này giữ lại và nói cho người say này, nói rằng: Đức Chúa Trời yêu ông lắm, Chúa có chương trình, Chúa kế hoạch của Ngài cho anh. Mà ông say rượu này tự nhiên tình hình thì ông bừng tỉnh lại. Ông hỏi: kế hoạch của Chúa là gì cho tôi? Cuộc đời của tôi coi như không còn gì cả. Tôi không còn cuộc đời sống, tôi không cần còn muốn sống nữa. Tôi đã uống đến tôi uống rượu và tôi uống rượu xong, tôi nói hôm nay tôi về tôi giết vợ giết con của tôi và tôi tự tử tự chết. Và ông Moody nói rằng: không, đừng bỏ chết. Bây giờ hãy nhận Chúa Giêsu đi. Chứ chương trình kế hoạch của Chúa Trời cho ông đi. Ông nhận chính Ngài vào cuộc đời của ông thì cuộc đời sẽ thay đổi. Thế là người này đã nhận, và người này đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời cho mình, và cuộc đời của Ngài được thay đổi. Moody đã vâng phục Chúa. Ông giảng đạo cố khuyên với sự phân hồi, gặp thời hay không gặp thời, ông đều giảng đạo cố khuyên. Cảm ơn Chúa. Cho nên thưa anh chị em, mạng lệnh trong cái quyển sách nhỏ mà sứ đồ Giăng nốt, xin Chúa cũng chuyển nó mạng lệnh đó. Đã cho tôi mà chị em, chúng ta nghe, nhưng đôi khi trong cái thông điệp đó, để cho chúng ta biết rằng cái ngày cuối cùng là sắp tới. Thì hoặc là anh chị em sẽ mong mong để tiếp tục để rao giảng danh của Chúa, để cho nhiều người, nhiều dân, nhiều nước, nhiều thứ tiếng, nhiều vua sẽ biết về Chúa để họ nhận được sự cứu rỗi. Còn không thì họ cũng sẽ bị hủy diệt trong sự chung cuộc. Chúng ta kết thúc đoạn 10 ở đây. Một thiên sứ mạnh sức, đó chính là thiên sứ, đó chính là người ở bên cạnh chim con, người đại diện cho tiếng nói của chim con để có thể công bố những sứ mạng của Chúa ra. Chúa ban ơn để rồi con và chị em càng ngày càng hiểu lời của Chúa một cách tươi mới, sâu nhiệm, và chúng ta vui mừng ở trong lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, hãy nhớ mạng lệnh của Đức Chúa Trời vẫn còn có đầy quy lực cho tôi và chị em ngày hôm nay khi mà còn cơ hội. Để kẻo khi đến ngày chung cuộc, chúng ta có muốn nói được cũng không nói được. Người ta sẽ hỏi anh chị em khi gặp Chúa, anh chị em có tiếc không? Và tôi tin rằng có người tiếc nuối. Thế nói bởi vì con không có cơ hội, hay là con có cơ hội nhưng con không nắm bắt cơ hội để con nói về Chúa cho người thân của con, để người thân của con có thể nhận biết Chúa để được cứu rỗi như chính con được cứu rỗi. Chúng ta kết thúc cái bài của chúng ta, kết thúc cái chương 10 của sách Khải Huyền ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ đến bước đến chương 11. Xin anh chị em hãy đọc trước chương 11. Tôi sẽ gửi vài câu hỏi tham khảo. Tôi rất mong anh chị em có một cái sự trao đổi, sự học hỏi, sự tương tác với nhau trong lời của Chúa, để chúng ta mổ xẻ lời của Chúa. Cảm ơn Thu Hiền, cảm ơn anh Sơn, cảm ơn chị Nga, cảm ơn những anh chị em đã đóng góp trong ngày hôm nay trong lời của Chúa. Khi chúng ta học, chúng ta tương tác với nhau, qua đó lời của Chúa trở nên sống động, mạnh mẽ ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, cảm ơn và chị em đã nghe. Rồi, tôi xin giao giờ lại ạ.